Sắp xong chưa em? Dạ, đây em xong luôn rồi đây anh ạ. Ừ, nhanh đi, rồi đi ship cho khách. Khách sục anh từ nãy đến giờ rồi đấy. Vâng, em đi luôn rồi ạ. Alo, chị Lan ạ? Em đang ở đâu đấy? Vào bệnh viện gần nhà ngay đi. Sao ạ? Ai vào viện đấy chị? Chị cũng không rõ nữa. Sáng nay chị chuẩn bị đi làm thì thấy mẹ ngất xỉu ngoài cửa. Chị lo quá nên đưa mẹ vào viện luôn. Dạ, vâng ạ. Thế bây giờ em về luôn đi ạ. Có chuyện gì mà hốt hoảng thế em? Dạ, thưa anh, sáng nay đột nhiên mẹ em bị ngất xỉu. Bây giờ nó nằm trong bệnh viện. Em định bây giờ về xem mẹ như thế nào ạ? Ừ, thế em đi đi. Những lúc như thế này mẹ em rất cần em đấy. Nhưng còn hàng ship cho khách ạ. Em cứ để đấy, anh lo được. Thế có được không ạ? Em cứ đi đi, anh ship cho. Dạ, thế em cảm ơn anh ạ. À, từ từ. Dạ. Em cầm lấy 2 triệu này về lo cho mẹ. Thiếu thì anh đưa thêm. Anh cầm lấy. Vâng. Thế em cảm ơn anh ạ. Ừ. Dạ thưa chị, hiện tại bên em đang không có shipper nên không thể giao ngay được ạ. Em mong chị thông cảm ạ. Dạ vâng ạ. Không có ai ship đồ à em? Dạ vâng. Thằng Tuấn thì nó vẫn đang ở trong bệnh viện với mẹ nên không thể đến được. Ừ nhỉ, anh quên mất. Mà thôi, nhà khách ở Linh Đàm, để chiều về em ship qua cũng được ạ. Thế à, tí nữa anh cũng qua Linh Đàm có việc, hay đưa anh ship luôn cho. Sao thế được ạ? Anh là chủ tịch. Có sao đâu, ngày xưa anh cũng làm shipper mà. Thôi, em chuẩn bị đồ rồi ghi địa chỉ cho anh nhá. Dạ vâng ạ, anh đợi em một chút ạ. Bùi Văn Tân. Chào chị, em đến ship đồ. Ai đây? Anh à? Chào cô, tôi đến giao đồ cho cô. Mời cô kiểm tra xem đúng mẫu cô đặt chưa. Đợi tôi một chút. Em sao vậy? Sao cứ đang yên đang lành một thời gian rồi em lại như vậy? Lần này là thật. Em suy nghĩ kỹ rồi. Em muốn yêu một người giàu có. Em không thể chôn vùi thanh xuân của em vào một người nghèo như anh được. Có thể bây giờ anh nghèo, nhưng em tin anh đi. Anh sẽ cố gắng vì em mà. Anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, sẽ giàu có. Em đừng bỏ anh được không? Em không chờ anh được nữa. Ba mẹ em đã giới thiệu cho em một người giàu có, trưởng thành và đối xử với em rất là tốt. Em xin lỗi. Rồi em sẽ phải hối hận. Thừa 100.000, tôi trả cô. Đây là tiền ship của anh. Anh cầm lấy đi. Với những đơn hàng trên 1 triệu và dưới 10 km thì chúng tôi sẽ free ship. Tôi biết điều đấy. Nhưng nể tình, anh là người yêu cũ của tôi. Sau bao nhiêu năm anh vẫn là thằng shipper à? Thôi, anh cầm lấy đi. Tôi bố thí cho anh đấy. Đây là nguyên tắc của công ty chúng tôi. Tôi không thể nhận được. Cả ngày đi giao hàng, chắc gì anh đã được số tiền như vậy. Thôi, anh cầm đi. Người ta nói chẳng có sai mà. Nghèo mà còn sĩ. Cô nói gì đấy? Tôi nói anh đấy. Cô... Lúc chia tay, anh hùng hồ lắm mà. Anh nói sẽ cố gắng, sẽ để cho tôi hối hận khi đá anh. Vậy mà, anh vẫn là một thằng shipper. Ngày ngày phơi mặt ra ngoài đường thôi à? Xin cô đừng xúc phạm nghề nghiệp của tôi. Đây là nhà của tôi. Anh thấy đẹp và sang trọng không? Thật may mắn khi ngày ấy tôi không bị anh dụ dỗ rồi cưới anh. Chứ không thì chắc tôi không ở ngôi nhà như này đâu nhỉ. Anh cứ cầm lấy số tiền đấy đi. Anh
không nói với cửa hàng thì người ta không biết đâu. Coi như tôi bố thí cho anh. Sao lâu thế em? Anh à, em không ngờ thằng shipper này lại là nó anh ạ. Ai? Người quen của em à? Vâng. Em chào chủ tịch ạ. Anh, sao anh lại gọi thằng shipper là chủ tịch? Em nói linh tinh cái gì đấy? Đây là chủ tịch của tập đoàn Destino mà nơi anh đang làm việc đấy. Cô ngạc nhiên lắm đúng không? Cô không ngờ là tôi có thể thành công như ngày hôm nay phải không? Ngày xưa cô bỏ tôi vì chê tôi nghèo, không lo được cho cô. Bây giờ tôi đã là chủ tịch và là sếp của chồng cô nữa đấy. Tôi phải cảm ơn cô vì những lời sỉ nhục mà ngày xưa cô đã nói với tôi. Vì không có những lời sỉ nhục ấy thì làm sao tôi có thể thành công như ngày hôm nay? Là sao? Sao lại có chuyện chia tay gì ở đây? Em nói gì đi chứ? Anh Nam, em xin lỗi vì ngày xưa đã làm vậy với anh. Mong anh bỏ qua cho em. Chuyện này là do em, không liên quan đến chồng em. Nên... Cô yên tâm, tôi là người công tư phân minh. Cậu Huy làm việc cho tôi rất tốt. Tại sao tôi có thể đổi việc cậu ấy được? Em cảm ơn ạ. Thơ này, tôi chỉ muốn nói với cô một câu. Sống mọi đời, đừng quá tham lam giành giật. Ông trời tự khắc sẽ an bài. À, Huy này. Dạ. Cố gắng làm việc thật tốt, kiếm thật nhiều tiền nhá. Nếu không, cô ta sẽ đá cậu như ngày xưa đã từng làm với tôi đấy. Còn bây giờ, tôi có việc, xin phép hai người. Dạ vâng, anh về ạ. Mệt quá, con nghỉ tí đã. Lại lười rồi đấy. Anh lười cái gì đâu. Anh á, là còn phải chăm gấp 10 lần người khác nữa để sau này cưới em, lo cho em nữa cơ mà. Mà này, hôm nay thi rồi đấy, em lo quá. Ui. Này, có anh ở đây rồi, em lo cái gì? Không phải lo gì hết nhá. Thưa chủ tịch, đỡ của anh đây ạ. Có chuyện gì mà anh vui thế ạ? Trông mặt tôi vui lắm à? Vâng, em thấy anh cười nên đoán là anh có chuyện vui ạ. À, chắc là anh đi nước ngoài lâu ngày mới về, nhớ lại chuyện xưa nên là thấy lâng lâng vui phải không anh? Chuyện ngày xưa có gì mà vui chứ. Thôi rồi, cảm ơn cậu nhé. Cậu đi làm việc đi. Dạ vâng, em chào anh ạ. Sao đâu, chẳng may mà. Anh Kiếm Anh. Ô, tưởng ai? Hóa ra lại là cô vợ hụt của tôi đấy à? Cô làm gì ở đây? Tôi tưởng là bây giờ cô phải đang hưởng sung sướng với cả ông chồng giàu có của cô rồi chứ. Anh thôi đi,
Anh đừng có mắt xỉa sói tôi như thế. Bây giờ tôi đang làm nhân viên tạp vụ ở đây. Cứng quá nhỉ. Cái giọng vẫn cứng như ngày nào nhỉ. Nhưng mà ấy, nói cho cô biết, tôi ấy là chủ tịch ở đây. Để xem ấy là cô cứng được đến bao giờ nhá. Làm việc đây. Alo, cậu Vũ à? Cậu điều tra cho tôi ngay về cô My làm quét dọn ở công ty mình nhá. Điều tra luôn đi, tôi cần gấp đấy. Ừ, được rồi. My, em nói vậy là sao? Anh không hiểu. Anh cũng thấy rồi đấy. Nhà anh thì đang khó khăn. Mình thì mới ra trường, công ăn việc làm thì chưa ổn định. Em nghĩ đây là cách tốt nhất rồi, nên là... Nên là em chọn cách chia tay anh đúng không? Không. Anh thấy cách này không phải là cách tốt nhất đâu, mà là cách tồi tệ nhất cho anh đấy. Em đừng bỏ anh mà. Anh nghe em đi mà. Không. Em đừng bỏ anh. Anh sẽ cố gắng mà. Em phải tin anh. Em chờ anh nhá. Anh còn phải tập trung lo cho gia đình nữa chứ. Không được như thế. Tránh ra. Anh Hải, anh làm gì ở đây đấy? Em bảo anh là đứng ở ngoài kia đợi cơ mà. Đợi gì? Hả? Đợi đến bao giờ? Anh đã bảo em rồi, đừng có lằng nhà lằng nhằng với thằng này. Chửi thẳng mặt đuổi đi có phải nhanh hơn không? Sắp cưới đến nơi rồi, nhà bao việc. Hải, mày, mày vừa nói cái gì? Mày điếc à? À, để bố nó do mày nghe nhá. Tao và My sắp làm đám cưới với nhau, hiểu không? Wedding. Ok, mày yên tâm đi, tao không mời cái thằng nhà quê mày đến đâu. Đừng hy vọng. My, chuyện là sao? Em bỏ anh để theo nó đúng không? Là sao? Em nói cho anh biết đi. Là sao? Ai? Đừng động vào vợ bố mày. My, có đúng là như vậy không? Đúng. Anh Hải thích em lâu rồi, mà nhà anh Hải cũng có điều kiện nữa. Lại chả rõ. Em nghĩ anh Hải mới là chỗ dựa tốt nhất cho em. Rõ quá. Nên là từ giờ anh đừng làm phiền em nữa. Chúng ta kết thúc ở đây đi. Hiểu vấn đề chưa? Chà, hiểu con người luôn. Nhờn. Nhờn. Ê My. My. À! Thưa chủ tịch, đây là toàn bộ thông tin về cô My mà em đã điều tra được đấy ạ. Đã ly hôn chồng rồi à? Vâng, chồng của My là Hải, chủ tịch của Destino. Hắn ta là một người vũ phu, thường xuyên đánh đập My. Hắn dùng tiền vào các mối quan hệ của mình để bắt My phải ra đường tay trắng. Sau đó thì ngang nhiên dẫn người mới về nhà anh ạ. Đúng quả báo mà. Anh nói gì thế ạ? À, không có gì đâu. Thôi được rồi, cậu đi làm việc đi. Dạ vâng, em chào anh ạ. Anh làm cái gì đấy? Này, cô lớn tiếng với ai đấy? Tôi không phải là cái thằng sinh viên nghèo hèn như ngày xưa để mà cô chà đạp, cô bắt nạt đâu. Lau đi. Anh bỏ ra cho tôi làm việc. Hay à, cứng quá nhỉ. Nhưng mà cứng như vậy tại sao để cho thằng chồng nó đánh cho bầm dập hết cả mặt thế kia?
chuyện riêng của tôi, anh đừng có mà xen vào. Tôi chỉ đang quan tâm đến nhân viên của mình thôi mà. Nói đi, tại sao lại nhẫn nhịn một loại người như thế hả? Anh để cho tôi yên được không? Cô làm xáo trộn cuộc đời tôi, cô làm cho tôi đau khổ thì được, còn tôi thì không mà. Lúc nào cũng vậy. Tại sao cái thằng Hải đấy luôn luôn có thể quyết định được mọi thứ, còn tôi thì không? Anh thôi đi, chuyện cũ đã qua rồi, đừng có nhắc lại nữa. Tôi cứ nhắc lại đấy thì làm sao? Tôi phải nhắc lại để cho tất cả mọi người biết cô là loại người hám của thực dụng như thế nào. Phải cho tất cả mọi người biết cái giá phải trả cho kẻ phản bội là như thế nào để có mà né. Anh thôi đi. Bị chồng đánh đập lại còn ngang nhiên dẫn gái về nhà, đấy là cái nghiệp mà loại người như cô phải trả đấy. Tôi ghê tởm cô. Nếu như anh đã cảm thấy khó chịu với tôi như thế thì tôi sẽ nghỉ việc ngay bây giờ. Cô, anh làm cái gì đấy? Cô đứng yên đó, tôi không cho phép cô đi đâu cả. Anh bị làm sao đấy? Tôi bị hận cô đấy. Cô làm cho tôi đau khổ, cô phản bội tôi. Suốt bao nhiêu năm qua tôi phải đau khổ như thế nào, thế mà tôi vẫn không thể quên được cô. Tôi vẫn rất nhớ cô. Đứng lại! Anh bỏ tôi ra! Bây giờ tôi có tiền rồi, tôi không cho phép cô đi đâu cả. Tôi mua cô! Đừng có để tôi thất vọng với anh như thế. Oh, đây không phải là bạn Kiếm Anh, chủ tịch công ty FVM đấy à? Khá khoa nhỉ? Chúc mừng nhá. À, nghe nói là con vợ cũ của tao ấy, nó đang làm nhân viên quét dọn cho công ty của mày đấy. Gặp chưa? Hả? Thằng khốn nạn này, nói đi, tại sao mày lại hành hạ My như thế? Hả? Chẳng phải ngày xưa là mày nói là mày yêu My, mày muốn cưới My cơ mà? Làm gì mà căng thế? Vẫn còn yêu cơ. Mày nói đi, tại sao mày lại làm như vậy? Đúng là tao nói tao yêu, nó tao muốn lấy. Thế nhưng mà tao đâu có nói tao yêu một mình nó đâu. Hả? Tao cũng đâu có nói tao chỉ muốn lấy một mình nó đâu. Đàn ông là phải 5 thê 7 thiếp, hiểu chưa? Nhất là những cái loại bán thân như nó. Bố mày không cần, hiểu chưa? Mày nói cái gì? Thế là mày vẫn chưa biết chuyện gì à? Hả? Thế thôi, để tao kể cho. Ngày xưa ấy, cái lúc mà nhà mày nghèo rớt mùng tơi ra, nợ chồng nợ chất ra, nó phải đến tận nhà tao, quỳ dưới chân tao, xin tao giúp đỡ cho mày. Mà đổi lại, nó phải làm vợ của tao. Thế như thế chẳng phải là bản thân thì là gì? Hả? Hả? Tao bỏ từng ấy tiền để mua nó về, cũng bỏ từng đấy tiền để giúp đỡ cho nhà mày. Thế bây giờ tao chán, tao bỏ, có gì là sai? Hả? Nếu mà thấy tiếc ấy thì cứ nhặt lại về mà dùng nhá. Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao. Nghe chưa? Về mà dùng nhá, nhặt về đây. My, My. Cô My nghỉ việc rồi ạ. Chỗ trọ cũng chuyển luôn rồi ạ. My. Anh tìm em mãi. Anh tìm tôi có việc gì?
My à, anh xin lỗi. Vì chuyện gì? Vì tất cả. Anh đã biết hết mọi chuyện rồi. Tại sao em phải giấu anh? Tôi giấu anh cái gì? Việc em đồng ý làm vợ của Hải để trả nợ cho gia đình anh. My, anh sai rồi, anh xin lỗi. Anh đứng lên đi, anh làm cái gì đấy? Anh đúng là thằng ngu mà. Anh mới là kẻ vô dụng. Chính anh mới là người làm em phải chịu khổ. Anh Kiếm Anh, dừng lại đi. My à, anh biết là anh sai rồi. Em cho anh một cơ hội nữa nhá. Chuyện này em hãy cho anh một cơ hội nữa đi, để anh được đền bù lại cho em nhá. Em gì? Anh còn yêu em, anh không thể quên em được. Em hãy cho anh và cho chúng ta một cơ hội nữa để làm lại từ đầu nhá, được không? Em vẫn còn yêu anh chứ? Thế thì chúng ta bắt đầu làm lại nhá. Sau này sẽ đền bù hết cho em luôn. Đoán xem. Còn ai vào đây nữa mà đoán, lắm chuyện. Anh giả vờ đoán một tí không được à? Người đâu, chẳng lãng mạn gì. Cái gì đây? Ai đây? Em mới đi cắt tóc đấy. Anh thấy sao? Hợp không? Em cắt lúc nào? Sao không bảo cho anh biết trước? Thì em biết là kiểu gì anh cũng phản đối, nên là em không nói. Thế bây giờ hỏi làm gì nữa? Nhưng mà em thấy cũng đẹp mà. Anh không thấy thế à? Chẳng đẹp gì cả. Mà anh không hiểu nổi em luôn đấy. Ai bảo em cắt cái tóc này đấy? Em tự đi cắt, chứ ai mà xúi được em. Em à, mình chia tay đi. À? Đừng có mà dở hơi thế nữa. Em mới là con dở hơi ấy, nhìn xấu lắm. Thì anh khen em một câu thì anh chết à? Đây này, người yêu tôi đây này. Còn cô là ai? Tôi không biết, cô đi ra đi. Cô này á, cũng xinh giống cô ở trong đấy mà. Không, xấu lắm. Xinh. Mà anh đã bảo với em bao nhiêu lần rồi, trước khi làm gì cũng phải bảo anh một câu chứ. Em hứa, nốt lần này thôi, anh đồng ý cho em để tóc này nhá. Mà không đồng ý thì cũng làm gì được em chứ. Em biết là dù có như thế nào, anh vẫn thương em mà. Vì em biết là anh yêu em, nên đôi khi hơi lệch sóng đúng không? Hâm à? À, mà anh cho em cái nhận xét thật đi, đừng có mà chê nữa nhá. Em lúc nào chẳng thích anh nịnh em xinh, nhưng bây giờ trông em xấu lắm, mà anh vẫn yêu em. Em biết ngay mà, chẳng bao giờ anh chủ động khen em cái gì cả. Ngốc lắm. Em làm cái gì mà anh lại bảo em ngốc? Em làm sao mà biết được. Anh vừa vừa thôi, không ấy, đến lúc tôi chia tay thật đấy. Chia tay luôn đi.
Này, anh nhìn cái gì đấy? Không, anh có nhìn cái gì đâu. Anh nhìn cái chị ở bên kia đúng không? Đâu có, em cứ hay suy diễn linh tinh đấy nhá. Em để ý rồi đấy nhá. Từ cái lúc mà chị ấy bước vào là anh cứ nhìn chăm chăm về phía đấy rồi. Quán cà phê hẹp thế này thì biết nhìn chỗ nào nữa. Thì anh cứ nhìn em đây này. Anh nhìn đi nơi khác làm gì? Chỉ cần tập trung vào một mình em thôi. Thôi được rồi. Mà em còn bé bé thôi, quán đông người ta cười cho đấy. Anh ấy chỉ có bao biện là giỏi thôi. Mà em bớt suy diễn linh tinh đi nhá. Sao rồi em? Tuần sau là sinh nhật anh. Anh có muốn đi chơi với em không? Dạo này đang căng thẳng lắm. Anh không phải vừa học vừa đi làm nữa, không có thời gian đâu. Thì em mua bánh về tổ chức cho anh. Thôi, em có bày vẽ làm gì, tiền thì đã không có rồi. Anh đói chưa? Em đi mua bánh mì nhá. Sao cũng được. Phức đi nhở, em muốn gì nói luôn đi. Anh quá đẹp đấy à? Em không biết anh đang bận lắm không? Được rồi, để em đi cho anh đỡ phiền. Mà anh ơi, ngồi cũng lâu rồi, em thấy đói quá. Hay là mình đi ăn nhá. Ok. Thế em chọn quán đi rồi anh đưa em đi. Em biết một quán cơm gà mới mở, có vẻ là ngon đấy. Bọn mình đi ăn thử nhá. Được. Thế em ra xe đợi anh trước, anh thanh toán rồi anh ra luôn. Vâng, thế em đi ra trước nhá. Ok. Mà nhớ ra chiều nhá. Thank you.
Alo Hải đấy ạ. Alo, Lan à? Ừ, anh Hải đây. Dạo này em khỏe không? Sao anh lấy biết số của em? Anh tìm thấy Facebook của em. Dạo này em ổn chứ? Em ổn. Anh có thể gặp em một chút được không? Em uống nước đi. Em cảm ơn. Anh xin lỗi. Gặp em thế này anh không làm phiền em chứ? Không sao đâu ạ. Lâu ngày không gặp em, dạo này nhìn em khác quá. Anh cũng thế mà. Anh có gì muốn hỏi nữa không? Anh chỉ muốn hỏi thăm em thôi. Dạo này em thế nào? Đương nhiên là em sống rất tốt rồi. Em mới kết hôn. Chồng em cũng đối xử với em rất tốt. Lại là một người rất thành đạt nữa. Thế anh ta làm nghề gì? Anh ấy làm kinh doanh. Kinh doanh nhiều thứ lắm. Bán đất này, kinh doanh thời trang. Nói chung là cũng kiếm được rất nhiều tiền. Nghề có vẻ tốt nhỉ? Anh cứ khen thừa. Tháng nào em cũng được đi du lịch, mua sắm tẹt ga. Nói chung không phải lo nghĩ cái gì cả. Vậy thì anh mừng quá rồi. Chúc em hạnh phúc nhá. Cảm ơn anh. Anh biết anh đã từng rất có lỗi với em. Ngày trước anh chỉ mong sau này em có một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc, nên anh đã lao đầu vào công việc, không quan tâm gì tới em. Anh định sau này khi thành công sẽ bù đắp lại tất cả mọi thứ cho em. Nhưng chưa kịp thành công thì anh đã mất em rồi. Chuyện cũ qua rồi, anh còn nhắc lại làm gì? Dù sao thì em cũng rất hiểu anh mà. Anh đã đi tìm em rất lâu, vậy mà bây giờ em mới xuất hiện. Sai thời điểm rồi đúng không? Anh biết nói như này là rất có lỗi với người yêu của anh, nhưng anh thật sự rất nhớ em. Anh Hải này, giờ em với anh đều có công việc và nửa riêng của mình. Em cũng nhớ anh, nhưng mà em nghĩ em với anh chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè thôi. Anh hiểu mà. Anh chỉ tiếc là mình không phải là người lo lắng, chăm sóc cho em thôi. Em không muốn làm nhân tình, cũng không muốn làm cô gái khác phải khổ. Em biết là chúng ta từng có một thời thanh xuân tươi đẹp, nhưng em nghĩ mình chỉ nên cất đi và để đó thôi. Anh cũng nghĩ là nên như thế. Thôi, em có việc rồi, em phải đi trước đây. Chào anh. Để anh đưa em về. Không cần đâu. Chơi lung tung không chứ? Muốn kiểm soát thì dọn sang ở với anh luôn đi. Cuối tháng này nhá, em xin bố mẹ ra riêng, xong rồi em sang đây ở luôn nhá. Thật không ấy? Thật, tất nhiên là thật rồi. Đằng nào chúng ta cũng sắp cưới nhau rồi mà. Thế ngày nào cũng nấu cơm cho anh ăn nhá. Chứ còn sao nữa, em không nấu thì để ai nấu? Ok luôn. Mà anh muốn em sang đây ở là để nấu cơm cho anh đúng không? Anh chẳng yêu thương em gì cả, lợi dụng em. Đấy, lại cái giọng gì đấy. À, mà cuối tuần này anh rảnh không? Bố mẹ em bảo là cuối tuần mời anh đi ăn với cả nhà em đấy. Tiện thể bàn về việc cưới xin luôn. Ok,
cuối tuần này anh sắp xếp được. Mà em bảo này, hôm đấy có nhiều người lắm đấy, có cả ông bà với lại cô chú nữa, nên là anh nhớ đến đúng giờ nhá. Ok, nhất trí luôn. Mà xem gì cười như dở hơi ấy. À, em xem parody mới của SVM TV đấy. Thánh gióng chuyện SVM kể hay cực. Hai. Ơ, Hiếu ơi. Lâu lắm không gặp, giờ anh khỏe không? Ừ, tôi khỏe. Thế sau này vợ con gì chưa? Thôi, chuyện đấy để lúc khác nói sau đi. Bây giờ tôi có chuyện muốn nói với cậu đây. Ừ, thì nói nhanh đi sao. Cậu phải bình tĩnh nhá. Ừ, thì đang nghe đây. Ngọc... Ngọc mất rồi. Cậu nói cái gì? Mới hôm trước gặp tôi, cô ấy còn vui vẻ, hạnh phúc lắm cơ mà. Cô ấy giả vờ cậu đấy. Là sao cơ? Cậu nói rõ tôi hiểu đi. Thật ra cô ấy bị ung thư lâu rồi, nhưng vì không còn nhiều thời gian nữa nên cô ấy muốn xuất hiện gặp cậu đấy. Cậu nói dối. Hải à, cậu phải chấp nhận sự thật đi. Lúc đấy tôi đã muốn bảo với cậu rồi, nhưng mà Ngọc không đồng ý. Vậy tại sao? Tại sao cô ấy không chạy chữa bệnh tật của mình? Cô ấy làm gì có tiền? Chẳng phải chồng cô ấy giàu lắm à? Cô ấy nói thế mà cậu cũng tin được à? Cô ấy đã lấy chồng đâu? Suốt mấy năm qua, lúc nào cô ấy cũng nghĩ về cậu đấy. Từ lúc cậu thành đạt, báo đài đưa tin là lúc đấy cô ấy phát hiện ra mình bị bệnh. Tại sao? Tại sao không ai nói tôi biết? Tôi đã tìm cô ấy rất lâu. Tại cô ấy nghĩ cô ấy sẽ lợi dụng cậu. Cô ấy bảo không ở bên cậu những lúc khó khăn thì làm sao dám đủ tư cách khi ở bên cậu lúc thành đạt chứ. Không, không thể như thế được. Gia đình cô ấy ở quê đã lên chuyển đồ và dọn dẹp hết rồi. Cậu, cho tôi địa chỉ nhà cô ấy. Tôi chỉ nhắc cậu như thế thôi. Tôi phải đi rồi. Chào cậu. Em để anh ở đây một lát, anh vào gặp đối tác rồi anh ra. Dạ vâng ạ. Oh my god, xe đẹp thế nhở? Này cô kia, cô làm gì xe tôi đấy? Tưởng ai, thật tình cờ, không ngờ lại gặp anh ở đây. Cô là... Linh.
Trông em khác quá, anh không nhận ra đấy. Dạo này em có khỏe không? Anh nhìn tôi như thế này mà còn không biết tôi như nào mà còn phải hỏi. Trông anh vẫn vậy nhở? Vừa bần, vừa hèn. Bao nhiêu năm vẫn một cái kiểu tóc cổ hủ như vậy. Mà nãy anh bảo gì cơ nhở? Đây là xe của anh á. Đúng vậy. Anh đang kể chuyện cười đấy à? Tôi nói cho anh biết nhá, cái ngữ của anh ý chắc gì đã mua nổi một cái bánh xe này. Anh là... Là gì? Anh định bảo anh là ông này ông kia, nhưng mà thích ăn mặc giản dị. Rồi tôi lại đang hiểu lầm anh đấy à? Mấy cái này tôi xem chán ở trên mạng rồi. Không, anh không phải là ông này ông kia. Nhưng mà em cũng nên tôn trọng tài sản cá nhân của người khác chứ. Bây giờ em đứng đây, lại còn ngồi cả lên xe như thế. Nếu nó bị xước thì anh biết làm thế nào? Không phải việc của anh. Xe bị gì thì chủ người ta khác nói. Ơ, sao anh lại có chìa khóa? À, chắc lại làm trong xe ở đây chứ gì. Hóa ra cũng chỉ là con chó trong nhà thôi à? Em nói hơi quá đáng rồi đấy. Có gì mà quá đáng. Nghĩ lại hồi xưa tôi bỏ anh đúng là không sai mà. Linh! Linh ơi! Linh! Linh ơi! Cô ấy đi thật rồi, mất hết rồi. Ơ, Linh, em chưa đi à? Anh tưởng em đi rồi mà. Thì tôi đi thật mà. Linh, anh thật sự xin em, đừng bỏ anh mà Linh. Tôi ở với anh để suốt ngày cắm mặt ở ngoài vườn à? Tôi chán ngấy cái cảnh đấy rồi nhá. Tôi cần một cơ hội mới. Anh sẽ thật cố gắng. Anh sẽ cố gắng kiếm một công việc thật tốt. Em cũng biết là sinh viên vừa ra trường như anh kiếm một công việc nó rất là khó mà. Anh xin em. Biết là khó mà anh suốt ngày loanh quanh ở cái vườn dưới cái ao thì đến bao giờ mới tìm được một công việc tử tế? Có mà khả năng của anh có hạn, kém cỏi nên chỉ hợp làm những công việc đấy thôi. Không, anh sẽ thật cố gắng mà. Anh xin em, đừng bỏ anh với Linh. Em làm gì mà lâu thế? Anh đợi em nãy giờ đấy. Linh, anh ta là ai? À, tao là người yêu của Linh. Sao ở thằng nhà quê? Mày thích nhì nhàng không? Mày chặn đường yêu tao á? Em bỏ lỡ. Em phản bội anh à? À, đi em. Nhì nhàng với cái thằng nhà quê làm gì? Suốt mấy năm nay anh vẫn luôn cố gắng mà. Em thấy anh có khác không? Cố gắng? Tôi chẳng thấy có gì cố gắng ở đây cả. Anh ý vừa kém cỏi, ngu dốt thì mãi vẫn chỉ thế thôi. Xin lỗi chủ tịch ạ. Em đến hơi muộn ạ. Áo vest của anh đây. Anh... cô gái nào đây nhỉ? Anh vừa gọi anh ta là gì cơ? Là chủ tịch. Có gì sai à? Chủ tịch. Xin trân trọng giới thiệu với cô. Đây là anh Hải, chủ tịch công ty truyền thông Vivu. Nãy ấy, tôi lên lấy áo vest cho chủ tịch tôi nên là xuống hơi muộn. Anh ơi, thế còn cô gái này? Không có gì đâu. Chỉ là cô ấy đang hỏi đường tôi thôi mà. Dạ vâng ạ. Anh ơi, chúng ta sắp đến giờ ký hợp đồng rồi, mình chuẩn bị đi thôi. Tôi biết rồi. Anh. Tôi biết phải đi rồi. Và tôi có một lời này muốn nói với cô. Hy vọng ấy, từ lần sau cô đừng bao giờ đánh giá hay là khinh thường bất kỳ ai. Ở đời luôn có luật nhân quả đấy. Chúc cô sống tốt. Anh ơi, cho em xin chìa khóa xe. Vâng. Mời anh. Đi đi.
Hóa ra là chủ tịch thử lòng thật à? Hôm nay tôi đi gặp đối tác nha. Họ chu đáo thật đấy. Họ còn có cả quà mang về cho tôi cơ. Đây này. Này, đây là sữa rửa mặt Rick Skin. Cái này ấy, rửa mặt hàng ngày giúp làm sạch da này, cân bằng độ ẩm này, chống nhờn dưỡng da, làm sạch từ sâu bên trong, cho làn da tươi sáng rực rỡ. Ui, cái này tôi mà tặng vợ tôi ấy, thì quá là tuyệt vời. Anh ơi, em cảm ơn anh chuyện lúc nãy nhá. Ôi giời, có cái gì đâu. Anh ấy là anh ghét nhất cái kiểu người yêu cũ bới móc chuyện cũ ra mà xỉa xói. Cái hạng người đấy ấy, không nên nói nhiều em ạ. Sao anh lại biết người yêu cũ em ạ? Hải ơi, cho anh mượn cái điện thoại với. Sáng nay anh Hải làm việc quên không sạc điện thoại rồi. Anh gọi vợ anh có chút việc. Dạ vâng ạ. Đây ạ, mật khẩu là 2401 anh nhé. Ừ. Đi em ơi. Lúc anh nhìn thấy sự việc ấy, anh cũng đoán ra thế rồi. Mà cậu cũng nặng tình phết nhờ. Chia tay rồi mà vẫn để hình cô ấy cơ à? Thật ra em vẫn còn rất nhiều tình cảm với cô ấy. Cô ấy là mối tình đầu năm 17 tuổi của em đấy anh ạ. Đúng là mối tình năm 17 tuổi ấy, là mối tình khó quên nhất. Nhưng mà anh nghĩ ấy, cậu nên nhanh quên cô ta đi. Cô ta không xứng đáng để cậu phải nhớ nhung đâu. Bây giờ ấy, anh thấy em cứ nên tập trung làm việc, làm với anh. Sau này anh tăng lương cho. Mà biết đâu ấy, một ngày nào đó em lại thành chủ tịch thì sao nhở? Biết đâu rồi mình lại thành đối tác. Dạ, vâng ạ. Em cảm ơn anh. Ô, chết, quên mất, mà nói chuyện quá. Anh ơi, anh dừng xe lề đường đi để em lên lái cho. Thôi, để anh lái cho. Trước khi có em lái thì anh cũng toàn tự lái xe hết mà. Có cái gì đâu. Hôm nay đặc cách cho em làm chủ tịch luôn. Dạ, nhưng mà anh làm như thế em ấy đáy lắm ạ. Mình đi ăn nhá. Dạ, vâng ạ. Em cảm ơn anh. Đằng kia có cái gì à? Đâu, làm gì có gì đâu. Làm vợ anh nhá. Em từ nay em đã là vợ của anh rồi đấy. Em đã đồng ý đâu. Em đã đeo nhẫn của anh rồi mà em vẫn định từ chối à? Cả đời này anh sẽ không lấy ai khác ngoài em làm vợ anh đâu. Alo, ai đấy ạ? Lan à? Là anh đây. Hả? Sao lại là anh? Em nó còn nhớ anh à? Có chuyện gì?
Sao anh lại nhớ số điện thoại của tôi? Anh còn biết ý, là em sắp lấy chồng cơ. Mà em định lấy chồng thật à? Thì sao? Chuyện đấy thì có liên quan gì đến anh? Là hãy tha lỗi cho anh. Anh thật sự không thể quên em được. Anh nói cái gì đấy? Chuyện của chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi cơ mà. Nhưng mà anh vẫn còn yêu em rất nhiều. Anh không thể nào mà sống thiếu em được. Anh nói linh tinh cái gì vậy? Tôi cúp máy đây. Alo. Em nhận được quà của anh rồi chứ? Anh muốn gì? Anh muốn gặp em. Hẹn em chiều nay 3 giờ. Nhớ đến đấy nhá. Nếu không muốn chồng sắp cưới của em nhận được quà này. Ok. Anh muốn gặp tôi làm gì? Em đừng có nặng lời với anh như thế. Anh vẫn còn yêu em. Anh muốn chúng ta quay lại với nhau. Xin lỗi anh, tôi sắp lấy chồng rồi. Tôi cũng không có ý định làm bạn với anh đâu. Nói gì là người yêu. Em nghĩ sao? Nếu thằng chồng sắp cưới của em biết được chuyện quá khứ của chúng ta, em muốn xóa ấy, cũng không được đâu. Anh còn nhiều ở trên máy tính lắm. Anh... sao anh lại làm như thế với tôi? 3 năm qua thì tôi đau khổ, thì anh đang ở đâu? Tại sao bây giờ anh lại quay lại để phá tôi? Anh chỉ muốn chúng ta quay lại với nhau thôi mà. Không bao giờ. Anh là đồ tồi. Tôi sẽ không bao giờ quay lại với anh đâu. Em hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Anh chắc chắn là cậu ta không thể nào biết được chuyện quá khứ của em. Em còn nhớ chuyện đấy chứ? Không có thằng đàn ông nào có thể bỏ qua đứa vợ sắp cưới của mình cái sai lầm như thế cả. Anh đúng là đồ đê tiện mà. Em giỏi đấy. Nhưng không sao, anh vẫn yêu em. Có gì thì gọi cho anh nhá. Xin lỗi, em không biết phải đối diện với anh như thế nào trong lúc này nữa. Alo. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Về với anh nhá. Không đời nào. Vậy để anh gửi cho thằng Cường tờ kết quả siêu âm con của chúng ta ngày trước nhá. Anh dám? Tôi cấm anh làm thế. Được. Vậy anh cho em thêm 2 ngày nữa để em suy nghĩ. Bao nhiêu đây đã đủ cho anh chưa? Anh hãy trả lại cho tôi tất cả những tấm hình anh đang có và cả tờ giấy xét nghiệm kia nữa. Anh không cần tiền, anh cần em. Cho dù tôi không có lấy ai đi nữa thì cũng không bao giờ lấy anh đâu. Anh đúng là bị điên rồi. Sao mà ngày hôm nay anh gọi em không được? Em có biết là anh lo lắng cho em lắm không? Anh à, chúng mình chia tay đi. Em nói cái gì vậy? Sao lại chia tay? Em xin lỗi, anh đừng tìm em nữa. Lan!
Em đi đâu vậy? Sao em lại bỏ anh? Em xin lỗi. Em không thể ở cạnh anh được. Em không xứng đáng. Em nghĩ tình cảm của anh chỉ đến như vậy. Bao năm qua anh còn chưa hiểu hết con người em sao? Em không xứng đáng thì có ai xứng đáng qua đây nữa? Còn nhiều chuyện anh chưa hiểu hết về con người em đâu. Em thật sự không xứng đáng với anh. Anh về đi. Lan à, chuyện ấy anh biết lâu rồi. Anh biết từ hơn một tháng trước cơ. Sao em lại giấu anh cơ chứ? Em xin lỗi. Nếu anh đã biết tất cả mọi chuyện rồi thì còn đến tìm em làm gì nữa? Hãy để em đi đi. Em nghĩ anh sẽ từ bỏ em chỉ vì những chuyện trong quá khứ hay sao? Người đáng khinh ở đây ấy là hắn ta chứ không phải là em. Hắn đã gửi cho anh tất cả hình ảnh quá khứ của hai người rồi. Hắn dám làm thế thật sao? Thế anh... Mấy hôm trước em cứ tránh mặt anh nên anh nghĩ là đã có chuyện gì xảy ra rồi. Anh đã tìm nó và cho nó một trận rồi. Anh đã gặp hắn sao? Sao thế anh bạn? Hôm nay hẹn tôi tới đây có chuyện gì? Mày còn hỏi câu đấy được à? Chắc là muốn hỏi thêm hình ảnh và giấy tờ thân thiết giữa tôi và Lan đúng không? Nhưng mà xin lỗi anh, tôi gửi cho anh xem hết rồi. Mà xem xong anh thấy thế nào? Vui không? Thú vị không? Mà hôm nay anh hẹn tôi ra đây chắc là để cảm ơn tôi vì đã thông báo cho anh biết trước về cô vợ giả dối của mình rồi đúng không? Ôi ơi, không cần phải cảm ơn tôi đâu. Mày... Thằng chó ơi, sao mà đánh tao? Tao nói cho mày biết, mày nghĩ mày làm vậy là chia rẽ được tao với Lan à? Mày làm như thế thì Lan sẽ quay về với mày à? Mày làm mấy trò đê tiện hèn hạ như thế, mày có đáng mặt làm đàn ông không? Mày nói mày yêu Lan á, cái đấy không phải là tình yêu, mày có hiểu không? Từ nay về sau mày thôi những trò dơ bẩn này đi. Không phải chỉ với mình Lan mà với tất cả các cô gái khác nữa. Tao đã chụp lại tất cả các tin nhắn của mày với Lan và điện thoại giữa tao với mày hôm nay. Tao đã thu âm lại. Nếu tao còn biết mày làm chuyện này một lần nữa, tao sẽ kiện mày với tội đe dọa và phát tán ảnh riêng tư của người khác. Cái tội đấy ấy, cũng không nhẹ đâu. Mày biết hậu quả rồi đấy. Mày nhớ những lời tao nói đấy. Hắn đã sai khi cho rằng nếu gửi những tấm ảnh đó cho anh thì anh sẽ rời bỏ em. Nhưng ngược lại, anh lại càng thương em hơn. Em cũng chỉ là một nạn nhân của hắn thôi. Tuổi trẻ ai cũng có những sai lầm. Chuyện gì đã là quá khứ thì cứ để nó qua đi em. Anh thực sự không để bụng chuyện quá khứ của em sao? Anh yêu con người của em hiện tại. Điều anh quan tâm là tương lai chứ không phải là quá khứ. Không có gì có thể ngăn cản được tình yêu anh dành cho em. Em có hiểu không? Về nhà với anh nhá. Mình sẽ hạnh phúc mà. Vâng.